lớp 10 ngang. Quá đỉnh luôn mọi người. Ngon chào bó luôn mọi người. Ui xin đi. Rồi, hello mọi người nha. Xin chào bà ông vlog, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mấy anh em chú cháu mình cũng đi bắt ong tiếp mọi người. Đây, có một ông tụi thằng em bên triều mình mới bên triều Hồ Lao nó theo nước bay nó rồi mọi người nha. Hello. Trừ nó có một con nó bay từ hướng kia vô rất là ngay cái nó mọi người. Hello. 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 Ở đây mọi người. Hello. Đây tụi ông đắp người nè. Ngát lắm đấy mọi người. Không à, vì mình bắt ong lộ mạng nên mình cố không đóng động nha mọi người. Ừ. Rồi. Chù mãi như nào chứ bắt trai của ta. Phúc mạnh nó chịu phúc nhanh đi. Ừ, làm gì nó. Ừ. Mạnh cái miệng. Wow, đây cái miệng ho. Hả? Miệng ho như cái lỗ chó vô đó. Nó mày dốt tay. À. Ừ, ông mày không được cái hổ nữa. Ủa, cái này ô nó có phải sao mà. Ừ. Đổ ngược vậy. Ừ. Ừ, rồi. Ừ. Tôi bắt ong rồi nghe, để bắt ong mẹ. Ủa, cái đó đã. Nhỏ. Ủa. Ý, có cái mục rồi hả? Cái đủ mẫn lại mấy sắp mấy lên thì bà sắp cái này. Ủa. Giữ đó. Ui, con mẹ bay quá trời mọi người. Ui. Mà tiếng cá. Hả? Ủa, ngay gốc cây một luôn. Ủa nó nhỏ. Ra hả? Rồi bao nhiêu ở đâu? Hả? Không ra nữa rồi. Đưa liệm gõ gốc cây chẳng rõ đậm. Đều gõ gốc cây á. Ủa. Ủa ông nằm dưới gốc cây bụt nè mọi người nha. Không ra được quá rồi mọi người nè. Quá trời quá đất luôn. Còn có 5 ít đó. Được đó. Nắm đi. Hả? Kìa. Qua lên đây mít. Đấy. Cái thép có không? Thép có chứ. Để đây cái thép. Đi đầu đây qua. Hả? Đi đầu đi. Mình cho mình mặc bộ đồ này. Sau đó mình quay nem quạt. À, để cho quảng nắng mọi người. Nắng mà trời nó không có quạt rồi. Bộ đồ chịu nữa. Qua chỗ nào luôn cái bật luôn. Thì bà ơi. Thấy súng súng được không?
cho nồi với chừng thì gãy mất cái cúc mọi người. Anh đi quẹo phải dùng cái cúng. Miệng ở đây này mà miệng ở đây này cho bụt có đơn này chị các bạn. Ủa này cho mua đâu vậy? Ê, ủa này cho mua? Thịt xuống rồi đó. Ê, ủa sập xuống rồi đó. Ở cho mua chứ. Nè, y luôn nè. Ê, sập cái tăng xuống luôn rồi đó. À. À. Rửa cho nhanh. Rửa đó. Nó nhiều bóp cái liền. Có cúc mà nó hư rồi, chẳng khổ ra đây rồi mọi người. Nó đâu? Mấy cái mà cúc gớm luôn. Gác kia lên được không? Hả? Anh đẩy gác kia lên. Đừng đẩy gác này nữa, không gác bên kia. Cái này gì hơn chứ? Bên này đang cắn ốc bực. Ô trời ơi là ăn. Cua đẹp ghê bà ơi. Hả? Đẹp lắm. Ừ. Ê, bật cái dai kìa, cái dai kìa, cái dai kìa, cái dai trên đó. Bật đẩy lên đó, đẩy lên luôn. Nó là sắp được thì sắp. Quay cho người xem nè, quay cho người xem nè. Đó, nó ăn mà có hơn con nha mọi người. Còn mọi người có thích có ai mà cần ông mặc ông thổ thần để dầm rượu thì cứ liên hệ anh em chúng tôi nghe. Hàng luôn luôn có sẵn. Oh, oh, trời ơi, tổ ấm to mọi người ơi. Oh, trời chẳng đẹp. Rồi. Còn đây là bộ đồ của tôi đây mọi người, nắm chịu không nổi rồi đó. Đen luôn. Đấy. Sao? Bạn ấy bầu con thôi, giống to thôi. Còn chuyện nó cũng to. Tôm đó mọi người nha. Giọng hơi sáo mọi người. Quét xuống bờ. À. Tôi Ulovec.
tại Ulovek. Srdce. To jsou zabijáci, kteří zabili buvola. Tôi đang bảo là đây là những kẻ giết kiểu như là những sát thủ đã giết chết cả châu. Cái này là này trâu có thấy không? Là không phải gì nhau này qua phê. Vâng, có ông này á là có nghĩa là có một chú ông nhà ông và nó cắn ông như này ngon chú của ông nhờ mình nên mình vào lấy ông này vừa hủy luôn ông nên mình buộc phải bắt ông cả ông mẹ. Nha mọi người, còn cái này thì châm rượu để uống về xương khớp thì rất là tốt nha mọi người. Nè tụi ông người nghe, chả bắt lửa luôn. Chủ thất, đây là chủ thất. Ông nhậm mọi người. Ông nhậm ông có nội không người nghe. Ui. Nhét không vô luôn, đủ mẹ. Không lọc. Lục cho mũi tiêu VIP Pro. Đây bắt được mớ ông Quân mọi người. Mớ ông mẹ mọi người nghe. Quá khủng luôn. Đấy mọi người. Quá đỉnh luôn. Đấy. Quơ đắng đắng. Cho bỏ luôn mọi người. Thấy cái ông mẹ trên bên. Còn mấy con mua đồ ngủ á. Mấy nhậm to lắm mọi người nghe. Mấy nhậm ông đất mà, ông tổ thần mà. To luôn, ông của nội luôn. Mấy nhậm người này. Không thì cứng được mọi người nghe. Đấy. Tối nay mình về mình lên mâm luôn người nghe. Phải lên mâm ổ này. Quá đã luôn. Quá đã bỏ phê luôn mọi người. Cuối mùa rồi người nghe. Ăn là. Rồi hôm nay mấy nay mình đi mới về mọi người nghe. Đây lộn hết cái mẻ đi là vô nâu luôn mọi người. Không có ăn bữa cho nó phê mọi người nghe. Đấy. Mấy nhậm chỗ bá lửa luôn mọi người. Ủa mọi người. Quá đã luôn. Đó có một hơi đó. Cái nó tặng được lấy con nhậm mấy anh Triệu. Chưa có, còn nó kìa. Được. Đây là nhậm sữa mọi người. Anh nó bỏ ông cất ở đây cơ mày. Vết. Đó. Nè, ăn đồn cái mới ngay em ơi. Hả? Hết rồi. Đưa đây. Bước vô. Ăn chết trừ á. Vô đây. Đừng cho mấy anh nhỏ đi luôn, mày bóc xuống mà anh ta để cho cái quốc lòn liền á. Bước vô. Bước vô qua, bò cả gì. Đào đứa là im ra, đứa là mày. Đứng kia mày cũng đi vô kìa. Đây là nhậm cất người nghe. Đó. Đây là các mặt anh. Nhậm rất khủng mọi người nghe. Quá lỡ luôn. Hả? Là vô nhà mày vác. Quá lỡ luôn. Dùng nhíp nhổ nhỏ khỏe mọi người nghe. Hai câu lại biết lùng. Lùng này. Hai câu lại biết lùng vậy. Khò nhanh mấy công em gửi nhìn ổn tiêu gửi lao đây cứng hơn cái đúng rồi. Đây còn ăn được đây mọi người mới luôn mà sao mọi người tổ nó tầm khoảng 4-5 kg tầng mọi người nghe 5 kg tầng mọi người mà ít nhậm mọi người nhậm xấu quá mấy con nhậm leo que đi ăn luôn hả. Để anh em nhạo đi chứ. Để anh em nhạo luôn mọi người. Đấy, làm nhạo cuối mùa rồi, làm bữa luôn. Cho rực rỡ. Đấy. Hay nhậm cất mọi người nghe, có mấy con nhậm cất thôi. Tổ đây tầm khoảng một tháng nữa, trích trăng luôn. Món cục cất này mình sẽ luộc mọi người.
rút cất chấm muối tiêu, và đây là xào. Đấy. Bắt đầu chơi đi Hào ơi. Hào. Thơm bức à. Ủa thơm đầu, vô đây. Vô chơi. Bức màu hả? Trời nó đẹp. Ngồi nát. Gặp đầu bếp rồi, gặp chiên đầu bếp rồi. Rồi vô anh em ơi. Từ đã luôn hả? Đừng đảo. Đúng nó. Tốt đặt đẹp cho mày chấm hầm hơi chấm xem nhận được rồi. Đã hơi nhỏ. Vô anh em ơi. Hôm nay lục mua chưa được 1 phút rồi đó. Tình mạnh luôn. Chấm sâu lại rồi. À, sâu nữa sao? Quá ngon rồi mọi người, hấp dẫn á. Tối cũng tới tay nghề ghê nè. Chơi ớt màu vô là nó ra màu vòng vòng nhìn đẹp kìa. Để lên xong là bỏ dĩa. À đúng rồi, cho nó lùi. Con ráo nước. Ui, mấy nhậm lụi boa đó mọi người nha, cương cứng luôn. Quá đẹp luôn. Ráo nước điềm nó ngọt, nút đừng có chăm, đừng có nhấm nước lạnh nè. Lạnh đi cậu nhìn nè. Để tự ngủ không? Đừng có đi nóng nóng mới ngon. Nhưng mà cái đó ăn sao? Mình bóp muối tiêu thôi. Cái muối tiêu thôi. Ngon không? Bua ngon bua luôn. Ừ, một cái hàng mà ngon không ngon? Ăn thử. Thôi chị ăn mạnh đi chị ơi. Ăn cho biết. Ăn đi. Hai đứa nữa đó. Hả? Ăn đi rồi, hai đứa nữa. Thơm bức. Sắp chín rồi đó. Chín rồi. Ờ, đảo thêm lưới nhẹ nhẹ nữa. À, thì tăng lửa lên. Ủa, khắc ré anh Tuổi. Ừ. Khắc ré. Màu này hơi bén hè. Nó ngốc luôn ha. Khắc ré. À, cho chín mạnh mạnh xin tôi nghe. Đi rồi, đi rồi. Rồi, cho nó to lửa lên xíu nữa nè, để nắp lại rồi. Okay. Phát nữa rồi xong. Thô. Toa trời ơi, nát luôn. Sao sụp luôn Túc. Ừ. À. Nè, nước lên ha, nó càng hôm nay Hòa Phú miền núi không có gì hết trơn á. Nó đi thôi. Có đi thôi. Quá ngon nè ba. Gặp rồi, vấy cái thiệt rồi. Hả? Gặp rồi, vấy cái thiệt rồi. Ừ, gặp rồi. Vô rồi. Vô mánh nè. Ok. Để anh tay héo xíu nè. Mình muốn ông mùi kem nó ngon. Ừ. Chưa ngon nào. Đúng rồi, ta còn đồ chơi lắm. Gì? Bức ạ. Tiêu à tiêu. Nhức ràng quá anh Tu ơi. Phải không? Hơi nhức ràng quá anh Tu. Nhức ràng. Chẳng muốn anh Trì mua bánh tróng nữa, nhức nên nó còn hay. À, hành
Thằng Phi. Thằng Phi xé mọi người nghe. Thằng Phi anh tự làm ngay. À, anh Phi tự làm. Anh tự cắt, anh tự làm, anh tự chiên luôn á, chứ không phải là đi mua đâu nội. Anh nhờ anh đánh là trao bóng luôn hả? Ừ. Rồi nấu nhìn bỏ vô thử. Anh Tú cũng xin nấu ăn ha. Giờ tao nấu hết chứ à. Ok. Chào nghe. Rồi chốt đơn. Rồi chốt đơn. Chốt đơn chạp nữa, ấp rồi dĩa thôi mọi người. Sắp rồi dĩa là xong phim luôn. Quá ngon cho một tuần luôn. Trời ơi đã. Anh qua đâu. À, rưới bể cho chú Đồng chén. Quá đã luôn mọi người ạ. Ta và anh đi lậu. À. Vui chi? Hồi nó là để quá tuyệt đỉnh luôn mọi người nha. Chuẩn thơm. Thảo rượu ông Tổ Thần ông dò mọi người nha. Quá đẹp luôn mọi người. Mới dầm mua được một tuần lễ mọi người. Rồi dĩ luôn. Đó. Túi này là combo combo ông Tổ Thần. Mũi kiếm lụa lên đi hết anh Tố thấy không? Còn nó đau nó rất lụa kim kinh. Rồi bây giờ lấy tay đụng anh Tố nghe. Để liền đó, dính liền nè. Ừ, dính liền luôn. Gấp được rồi. Gấp mấy ông Tổ Thần rồi. Ai có nhu cầu nhờ ông Tổ Thần dầm rượu này là alo mình nghe. Nhớ chìm thôi, chìm quá luôn. Màu mới một tuần lễ mà màu rất đẹp mọi người. Thơm đấy. Ngon quá. Ăn ghê đúng không? Mày thơm. Dạo là nó ăn ngon lắm. Cho mọi người nghe. Nó là tấn. Không, anh Tú vậy. Ghê quá. Thơm. Uống rượu nhỏ à. Cái gì ăn không ngứa hả? Không ngứa. Ủa, nước ăn Tú. Thơm ngon lắm. Biết á. Không ngứa với hài chứ. À, hôm nay đi lội suối với lại với nhảy những đá hộp vậy. Mình chống cái chân này nó mỏi hết cái chân này luôn. Ông gì ông mỏi? Mỏi. Không, mỏi. Không già đâu, ông đi mỏi chứ không phải là chống chân. Đi ngon đó chứ. Đi ít đi, ít đi. Đi ngon đó chứ, đi được đó chứ. Anh đi nhiều tao mới khoảng thoáng rồi, nó quen rồi. Nhiều người đi kinh lắm, nhiều người thoáng rồi đi kinh. Mới lại ông Phan ông già rồi, hiểu không? Có tuổi rồi. Ờ, già rồi. Đây, cái này xúc ở trong bánh đó mà nghe.